Hello, xin chào cả nhà nha. Xin chào ông bà cô chú anh chị em. Hôm nay con gái còn về chơi, còn đó nấu vịt đây. Có muốn nấu món vịt nấu chào. Mình có vịt với mồm với mớ rau, bún túi. Bà nấu món chào. Rồi mời cả nhà vào bếp với Sòn nha. Rồi bây giờ bắt đầu Sòn ướp thịt nha. Rau, rau thì mình cho miếng nè. Miếng đường vô. Đánh lên, đánh, đánh cho chai nó nguội nha. Đánh cho chai nó nguội, nó nguội ra đặn mình ướp vô thịt. Rồi bây giờ bắt đầu Sòn sẽ ướp thịt nha. Rồi. Đánh chai cho nó nguội ra. Xong rồi mình cho chao, chao đã nêm đã đánh nè, chao bỏ vô ướp. Mình đã cho cái phần hết chao mình bỏ vô rồi. Giờ mẹ con chuẩn bị vịt làm xong rồi, chuẩn bị nấu cho ông bà cô chú. Rồi giờ xay tỏi. Xay tỏi cho nó vàng, cái đổ thịt lên xào. Mình nấu thịt trước. Ngoài trời giờ đang mưa lắc gắt lắc gắt. Làm nồi này ăn là hết bài luôn. Đổ nước vô, đổ nước dừa nha cả nhà. Cái này mình nấu ở chai này, mình nấu nước dừa tươi á, rất là ngon. Nhìn hấp dẫn quá nha. Hấp dẫn cho ông bà cô chú. Cái này con gái với mình dễ còn được chơi. Rồi vịt nấu chao á mẹ. Ờ. Cái ba muốn ăn món vịt nấu chao. Bởi vậy không có con mời cô chú. Cháu ngoại thèm ăn gì, có cháu ngoại thèm ăn gì là nấu liền à. Con trai đây thèm kiếm đâu ra đâu. Cho nó săn chút xíu nữa đi. Cho nó săn thịt chút xíu nữa. Cái mình đổ nước dừa vô mẹ. Đổ nước dừa vô.
đổ nước dừa vô nấu cho nó mềm, nó chín. Rồi để nêm nếm vừa ăn xong cái cho nó xào môn á, môn xào riêng đổ vô. Đây là bếp ở nhà sau các ông bà cô chú, bếp than ở nhà sau. Diệp à, mồi xào môn như thế này sao? Ngoài trời giờ mưa quá. Thơm quá mẹ. Từ mưa nãy xong đi chợ lúc xong kính về cái chợ nhóm cho cả nhà mình xem, nhưng mà mưa quá. Để bữa nào trời nắng thì xong sẽ review cái chợ nhóm ở xã Hồ Thị Kỷ huyện Thái Bình. Tại vì xong đang ở đây, những cây giờ đang ở là xã Hồ Thị Kỷ, ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thái Bình. Quá ngon luôn. Từ đây đi ra tới Cà Mau khoảng 8 cây là tới thành phố Cà Mau. 8 cây. Cho nên ít có đi ra ngoài lắm, chỉ có đi ở chợ nhóm ở ngay đầu lộ nè. Đầu lộ Xuyên Á có cái chợ nhóm. Nên đi ra đó mình mua đồ ăn thì ra đó cho nó gần. Còn đám tiệc đồ thì mới đi ra tới Cà Mau. Ở ngoài Cà Mau là nó nhiều chợ lắm. Mỗi một phường là một chợ đó cả nhà. Để hôm nào trời nắng rồi cái còn sẽ đi review chợ thành phố Cà Mau cho cô chú và anh chị em mình xem nha. Bữa nay bây giờ là tập trung vào cái nồi vịt nấu chao. Bây giờ bắt đầu nó săn rồi nè. Săn rồi. Đổ nước vô. Đây là nước dừa, canh nước dừa đặt sẵn. Đổ nước vô nè. Em để mình hầm hả mẹ? Nấu giờ là hầm rồi. Chắc là nó sôi nó ấy xuống. Tìm miếng nước bỏ môn, còn bỏ môn rồi nữa. Này để hầm hồi cho nó mềm thịt ra các ông bà cô chú. Giờ khoảng gì 6 giờ, 5 giờ mấy, 6 giờ tối thì mà trời mưa rồi các ông bà cô chú. Hứng nước. Trời giờ mưa rồi. Nước này là hứng trên máy xuống rồi các ông bà cô chú. Ốc con thì ngồi rửa rau. Giờ tới ốp chao môn hả mẹ? Môn mình cũng phải ướp trước luôn á. Ướp trước xong rồi mình mới xào. Môn thì sao bỏ miếng đường vô được nè. Không bút nó lại không nên được lắm. Bút nó vô cắt ra dĩa. Rồi rồi mình chấm, mình cũng chấm chao luôn. Mình đánh chao ra. Trước khi mình ướp mình phải đánh chao cho nó nhuyễn ra. Chao là chao cục. Chao này ngon lắm nè. Chao chao bông mai. Chao bông mai ngon. Rồi bỏ cái ớt đi nè. Thank you.
lát nữa mình xào thập chín cái là mình xào sơ cho nó, đáng lẽ người ta chiên nhưng mà không thích mỡ dầu đó, không biết chiên xào xào cho nó sơ sơ cái bỏ vô. Heo về la rồi đó. Giờ ông bà cô chú con với anh rể con với Pepo đi hái rau, lội vòng ngoài vườn hái rau ăn vô, mẹ nấu chao chấm đồ ăn mà nhúng chao ăn. Bất chu đích lên nè. Ba, cái ba kêu kìa. Ba kêu kìa. Bố này nè. Nó chị ba kêu vô kìa. Vô kìa, chị ba kêu vô kìa. Chị ba kêu vô kìa. Không vô. Không vô. Người ta nó không vô mà. Trời hôm nay thì mưa lâm râm các ông bà cô chú. Mưa này mà nấu lòi nấu chao ngồi ăn thì nhức nách. Ấy dạ. Con ngày sáng con mới đi về dưới cúng nội con. Cũng nội con ở nhà dưới mới về trên này, chị ba con ghé chơi nên chị ba ghé, chị ba của anh con ghé chơi nên làm nấu lòi nấu chao gì bò hả bò đây nè đợi nói kìa bò. Mưa trời về mưa lâm râm không bà cô chú nhà. Không bà cô chú nào muốn xem hồi sáng con về dưới cúng cơm nội con thì con đăng, con mới quyết định là tạo một cái kênh của con nữa mà con chưa biết làm cái gì hay là cái gì nên con sẽ up cái video của con sáng con đi về dưới con quay ở cúng nội nhà con ở dưới đi trên kênh của con cho ông bà cô chú nào muốn xem ở dưới nhà con. Ủa, sao thì các ông ngoại mở vậy, các ông bà cô chú qua kênh của con nhấn theo dõi rồi xem con sẽ đăng ở bên kênh của con. Con gắn cái đường link cái kênh con dưới phần bình luận á, các ông bà cô chú cái vô đó bấm rồi xem. Con cảm ơn các ông bà cô chú. Trời hơi mưa lâm râm vậy đó. Ra ngồi hái rau. Anh dễ ngồi hái rau. Té bò. Té đó bò à. Con bò lương nè. Chị ba, chị ba. Anh lửa mấy đọt xanh xanh đó anh ơi. Bò à. Con ngốc nè. Con ngốc nè. Con ngốc bò nè. Đó. Đâu? Con ngốc bò đâu? Con ốc bò đâu? Nè. Chào. Kìa. Con ốc đó hả? Con ốc nào hả bò? Dạ. Ý. Cắn 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 cắn. Ui. Con ốc nữa kìa. Con ốc. Con bò đâu? Kìa. 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 Hả? Con ốc bự quá trời luôn hả? Wow. Bao con kìa. Đâu? Kìa. Đâu quay qua đây nè, ốc đâu? Kìa. Yeah. Một con nữa đâu, còn nữa không? Kiếm ơi, còn nữa không? Con nữa kìa. Con nữa hả? Trơn á chứ ba. À, mà nghĩ là mang dép đó vậy. Trơn á chứ ba. À, con ốc mà. Con ốc đâu? Trơn người mang dép đó nè. Thôi, đi vô đây nè. Chứ ba đi tiêu rồi kìa. Bà à. Coi. Có ốc hoài luôn. Bò đi vô nè, đi qua đây nè. Bò qua đây nè bò à. Qua đây. Bò đi qua đây. Qua đây nè. Qua đây nè. Qua đây nè. Qua đây nè.
Qua đây. Ủa con chim nó ăn ớt nè. Qua đây. Bo. Bỏ qua đây. Qua đây nè. Qua đây nè, nó hay dao bắt ốc đâu. Bo ơi. Bo à. Mẹ ra mày quýnh kìa. Bên này áo bự nè. Áo bự nè. Áo bự cho bá luôn nè. Áo bự bự. Đó 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 đó. Ây da. Cấp ăn. Không đúng biết rồi. Không ai đúng biết rồi. Không ai đúng biết. Thơm thối. Thơm thối. Thơm mày thối. Thơm mày thối. Thơm thối. Thơm mày thối. Thối. Thối hả? Mày mày thối hả? Thối mới chịu à. Hơi chua không? Hả? Hơi chua. Hơi chua à? Tắm rồi mà hơi chua vậy? Xảo à? Con ốc bự. Hơi chua không? Không. Hùng mới nút hơi chua không? Hơi chua. Hơi chua. Ủa nút tắm rồi mà hơi chua vậy? Thơm. Thơm, không có hơi chua. Thơm. Thơm. Ủa đâu rồi? Con ốc đâu rồi? Nó không có là hơi chua các ông bà cô chú. Con xạo. Con ốc đâu rồi đó? Con ốc nó tiêu rồi, xuống đi đi. Không. Sao vậy? Xuống đi đi, ẵm mỗi tay. Không mà. Sao vậy? Sao không xuống đi đi? Ủa, con ốc đâu rồi? Con ốc đâu ai biết à? Con ốc đâu? Xuống đi. Xuống nè. Không. Sao vậy? Đeo luôn. Xuống đi. Ủa tay. Xuống nè. Con ngốc đâu? Con ngốc đâu? Hỏi chứ ba kìa, ngốc đâu? Kìa. Xuống đi. Xuống nè. Kìa. Ừ, bỏ thả xuống nè. Thả xuống nè, thả xuống nè. Xuống nè. Không. Sao vậy? Sao vậy? Xuống đi. Mũi tay. Mũi tay. Xuống đi. Không. Sao vậy? Sao không xuống? Xuống đi. Xuống nha. Té đó. Té đó. Từ từ thôi. Chị bà. Đẹp gái quá ta. Chị ba tàn tạ. Ừ. Về xem con ốc cái gì mà xem. Vừa rồi. Ừ, con rắn đó. Ôi, con ốc đâu kìa. Con ốc đâu mà con ốc? Không ơi con ốc. Con ốc kìa. Ốc đâu mà ốc? Trong đó có ốc kìa. Hả? Trong đó có ốc kìa. Trong nhà có ốc kìa. Trong nhà bắt ốc kìa. Kìa. Ừ, đi mưa rồi, tôi vô tôi bỏ nè. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Không, con ốc kìa. Ốc đâu mà ốc? Ốc kìa. Kệ nó đi. Ốc kìa. Kệ nó đi. Xem con ốc hoài. Không, không, mưa rồi đi vô. Mưa rồi. Không, mưa rồi. Ốc gì mà ốc. Mưa rồi. Đi vô nhà. Đi. Mưa rồi đi vô nhà. Mưa rồi, ốc gì mà ốc. Ừ, mưa rồi, ốc nó trốn nó ngủ rồi. Mưa rồi, ốc nó đi ngủ rồi. Xem con ốc. Có con cá kè xem không? Hả? Có con cá kè xem không? Xem. Xem hả? Không. Con rắn này xem không? Con rắn nó cắn nè. Đi nha. Mưa rồi. Đi vô. Các bạn cô chú thấy biển cái biển số đặc biệt không? 00991. Đây chiếc xe này, chiếc này chiếc của con nè. Đây, 00992. 69 cầm nào. Không có nút á, chả nút. Cảm ơn nha. Cảm ơn Bo nha. Bo ơi. Cảm ơn Bo nha. Nghe. Cảm ơn nhiều nha. Rồi lấy cái qua này nè. Té bây giờ nè. Trốn luôn kìa, con trốn luôn. Đây.
bén màu bén. Quá điếc rồi bo ơi bo. À. Thấy không hay. Rồi con đâu có rồi. Nên có khoảng cách kìa thấy không? Được. Dạ, để lùi xuống rồi. Giờ xong rồi các bà cô chú. Mời các ông bà cô chú ăn cơm với gia đình con đó nha. Ngày nào cũng thấy mời các ông bà cô chú ăn cơm với gia đình con nha. Thôi ngày nào cũng có ăn. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Mình bữa nay hôm nay là anh bà vịt nấu chao. Rồi vịt khô gừng. Quá khô khô. Mời cả nhà ăn cơm. Hôm nay có cha Sòn về với có con gái với Sòn với ghẻ xuống chơi. Nên làm cái lẩu vịt nấu chao. Rồi Sòn mời. Ngồi xích vô, con ngồi xích vô có thấy không? Lửa nhỏ xuống chút nữa được không con? Nhỏ nhỏ xuống nhiều. Ngon quá các bạn của chú ơi. Lửa rồi chưa? Thơm ngon. Chấm miếng chao. Đây. Cô mời các bà cô chú nha. Rồi đúng. Ngon. Rồi, ăn đi. Chúng ta uống vô. Chan chan bún. Đồng chà. Nó lên đây kia gần vô. Thấy không thấy sao? Ngon lắm các bạn cô chú. Quá hấp dẫn. Quá ngon, vịt nấu chao. Hấp dẫn, vịt hấp dẫn. Chậm chậm chút. Rồi ăn đi. Thôi bơm quá béo. Chào đi. Cũng gì ăn rồi. Cũng gì ăn hết rồi. Múc thêm còn nhiều lắm. Nó còn bự luôn mà. Ăn với bún cho ông bà cô chú. Nóng hổi luôn. Quá ngon quá ngon. Quá đã. Hết miếng chào rồi đó. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá. Mày làm gì nè? Quá trời đóng cửa rồi đang muốn nó vô. Này rau muống. Rau muống đi thái nè. Rau muống để anh ba mình thấy. Đỏ. Còn quá nữa. Mềm không nha? Dịch mềm không? Mềm. Ngon. Ngon quá. Quá hấp dẫn. Dịch thì đi thì nó còn tơ đúng không? Trời mưa quá, cho có đi vô mẹ không? Rồi. Đi hồi múc miếng chấm cho mẹ. Chắc múc liền đi. Mà thấy nó gần gì. Trời mưa cái đường nó nhớt lắm á, chạy cẩn thận nha trời, từ từ thôi. Cái đường nó gần nó ghê quá. Hổng tỏ nó chạy nó bị lật hết lần.
con đỡ một bé hai quần. Ăn cái gì ở ngoài? Nữa. Đi ba ngồi đi qua đi ba. Đi qua cho ngoại. Mẹ. Nó có con gái gì dễ ăn mà hai mẹ con vậy không? Ăn đi, tắt đi con, nhúng vào miếng nữa đi. Mấy cái đường thương nè. Dạ. Ngon quá. Nó đặc lại nè, thấy không? Mồm nó gã ra, mồm gã cho nó kêu mồm rồi. Bún còn nhóc không Tường không? Ai? Người nhóc thật ăn đi rồi. Nó ngon quá. Mồm. Mồm ăn khổ mà khổ miệng. Mình kêu ăn mồi hơi dầu. Bây giờ nghe hơi dầu quá, hơi dầu quá, nhảy ha. Hơi dầu quá. Quên nước thịt kho ra ngoài chị. Thấy mình không có mùi mà. Quên mất thịt kho ra ngoài. Không biết người ta cũng bị khùng quá. Chưa không nha mẹ. Hồi nãy không lấy thật ngon quá. Còn nóng quá. Chào ăn rau ngon. Miếng rau nó thấm á. Quá đã, quá đã. Giờ mai con đi làm hả? Dạ, mai. Mẹ ăn con nghỉ. No vô ăn no đi nha. Không lo. Anh lấy cái can tủ bố em dưới nước nè. Nước nó rồi. Cái rau của lạnh á, có bột đá sẵn. Bé ơi, đổ nước nó ra đừng có pha bé ơi. Uống nước ngọt đó nó đầu tử đó. Không tốt đâu. Không phải không tiêu đâu, tại cái bầu nó vậy á. Có bầu hàng nữa. Đúng
xì gà. Thôi mà. Ngon. Thương mà. Ngon. Ông mua cái chai nó không. Của. Mày uống nè. Để bà bầu uống đi con, uống nè con. Dạ. Để cái nước của bà bầu mà uống nè. Dạ. Uống của bà bầu là buồn ngủ lắm đó. Và nó ăn xong nó đi hết trơn. Còn có hai mẹ con à. Rồi bye bye nha anh chị em kia. Còn có hai mẹ con à. Ăn xong đi hết rồi. Cha Sòn cũng nghỉ, thằng con ghẻ cũng nghỉ. Giờ còn hai mẹ con bao cù. Hai mẹ con bao mâm. Rồi vậy thôi Sòn chúc cô chú và anh chị em ngày mới nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha. Bye bye. Tạm biệt các ông bà cô chú, hôm nay mất sức lắm. Vậy mất sức bầu hàng mất sức quá hổng gài thì nó mới có bầu đó, cái hổng gài nó bị hành đó, rồi cái thèm ăn mà ăn thì ăn không được, cho nên biết nói chuyện.